Nếu các chị em muốn chung sống cả đời với làn da như thế này, hay như thế này, và cả như thế này nữa, thì hãy lướt qua video này nha. Còn các nàng nào muốn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, thì hãy ngồi lại cùng Ngọc Dung điểm qua các tips chữa lành cho làn da sẹo đổ nha. Dễ thấy nhất là phương pháp bôi thoa, các sản phẩm treatment hỗ trợ tăng sinh thúc đẩy collagen dưới da, làm đầy vết lõm như peel, retinol, tretinoin. Phương pháp này thì vẫn có hiệu quả, tuy nhiên sẽ hơi chậm và cần kiên trì thực hiện, theo dõi lâu dài và sẽ không hiệu quả đối với những loại sẹo nặng, sẹo lâu năm. Nếu các chị đang tìm một phương pháp hiệu quả hơn, nhanh hơn, cải thiện làn da sáng hơn, thì Ngọc Dung có ngay bí quyết Meso Extra, top 1 phương pháp điều trị sẹo rỗ hiện nay. Áp dụng nguyên lý ảo kim, Meso Extra không tác động trực tiếp kim vào trong da mà dùng lực đẩy tinh chất vào sâu bên trong, giúp cải thiện tình trạng sẹo rỗ hiệu quả mà không gây sưng đỏ, bỏng rát hay tổn thương đến bề mặt da, tăng sinh collagen elastin làm đầy vùng lõm hình thành do sẹo, mang đến hiệu quả kép không chỉ trị sẹo mà còn phục hồi làn da bị hư tổn. Kết hợp thêm Hydra B5 cấp ẩm sâu cho làn da căng mướt ẩm mượt. Tham khảo ngay Meso Extra để tìm lại làn da căng bóng mịn màng, không còn dấu vết của sẹo rỗ ngay nha chị em ơi.